9 thành viên từng thủ đội MrBeast đã bị sa thải công khai hoặc là biến mất mà không có lời giải thích. Hôm nay ta sẽ nói về tất cả họ, khởi đầu với thanh niên Matt Turner, là người đã có một trong những kết thúc gây tranh cãi nhất trong thời gian làm việc với MrBeast. Và sau đó, Matt Turner đã bắt đầu làm editor từ năm 2018. Thế nhưng chỉ sau 5 tháng sau, cậu ta bị sa thải luôn. Matt đã đăng tải một video lên kênh cá nhân của mình với tiêu đề "Tại sao tôi lại bỏ làm việc cho MrBeast?" Trong đó cậu ta có giải thích rằng cậu ấy không còn ở trong nhóm nữa. Rồi sau đó Matt tiếp tục khen ngợi MrBeast cùng công việc rất nhiều. "Đây là một công việc đáng mơ ước bấy lâu nay. Đi làm là một niềm vui mỗi ngày. MrBeast đã trả tiền thuê nhà cho tôi hàng tháng khi tôi làm việc sống ở Bắc Carolina. Tôi và MrBeast vẫn coi nhau là bạn bè. Không bao giờ có chuyện đánh nhau và không có tình huống lệch pha nào. Nếu bạn đang xem video này, MrBeast, I love you bro." Mặc dù kết thúc thông điệp của mình bằng câu yêu thương đến vậy, thì trong khoảng cùng năm 2018 tháng 9 sau đó, Matt Turner đã đăng lên Twitter nói rằng: "Tôi sẽ không làm video về thời gian tôi làm editor cho MrBeast nữa, nhưng tôi sẽ nói rằng đó là khoảng thời gian tinh thần kiệt quệ nhất trong đời tôi và bị MrBeast gọi là có thể thay thế được tôi hàng ngày. Tôi đã khóc và suy sụp tinh thần từ ngày này qua ngày khác rất là cực, và sau một thời gian nó trở nên quá sức chịu đựng. Sau mỗi lần edit lỗi mà tôi mắc phải, tôi cảm thấy mình như một thằng ngu ngốc thực sự. Vì vậy, đó là một bản tóm tắt gần như mọi ngày của tôi gặp phải, là những cảm giác mà tôi gặp phải khi làm việc cho MrBeast, và còn đó là lý do tại sao tôi không còn làm việc ở đó cho tới bây giờ." Trong khi Matt có thể nghĩ rằng việc ra lệnh và một loạt đòi hỏi của MrBeast là không được thông cảm và có sự tôn trọng, điều đó lại ngược lại xảy ra với MrBeast từ người fan hâm mộ. Tôi nghĩ mọi người đang vội kết luận thanh niên biên tập viên editor này, nếu cậu ấy bị quấy rối như vậy thật thì cậu ta đã lên tiếng sớm hơn. Cậu ấy là một trong những YouTuber lớn nổi tiếng nên nó thật dễ dàng để buộc tội cậu ta. Tôi nghĩ việc bắt nạt chỉ là quá cường điệu phóng đại lên thôi. Về cơ bản, editor của MrBeast là một đứa trẻ con chưa có kinh nghiệm làm việc nên đã nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu tấn công MrBeast bằng những cáo buộc vô căn cứ. "Đúng là bọn trẻ con ngày nay. Anh chả nghỉ một năm rồi, tại sao bây giờ ông bạn mới tấn công cô ấy vậy?" Kemstar đã chỉ ra nhiều lỗ hổng rõ ràng nhất với bài đăng của Twitter của Matt. "Tôi chỉ thấy rất kỳ lạ, cậu ta đã nghỉ việc và nói rất nhiều điều về MrBeast. Khi một năm trước cậu ta nghỉ việc, cậu ta đã đăng tải một video nói rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời cậu ta. Trong khi ấy, những người bắt đầu lên tiếng về trải nghiệm của mình ở MrBeast. Tôi đã biết MrBeast 3 năm này và tôi đã giúp cậu ấy ở mảng đồ họa cho kênh. Tôi thậm chí còn không có một trải nghiệm làm việc nào mà cậu ấy tỏ ra xấu tính hoặc bất mãn với tôi. Dù là bằng bất kỳ kênh nào, cậu ấy vẫn luôn tử tế và rất tốt. Điều đó cũng được bênh lặp lại bởi Kemstar. Tôi đã từng nói chuyện với một trong những nhân viên của cậu ấy và họ có vẻ thích làm việc cho MrBeast, và MrBeast là một chàng trai thực sự tuyệt vời. Mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn với Matt sau khi MrBeast gọi điện cho Kemstar. Những gì MrBeast nói với tôi về cơ bản rằng cậu ấy đã luôn cho nhân sự kèm 10.000 đô nghỉ việc để đi tìm kiếm một công việc khác. Và chắc chắn sau đó Matt phải xóa bài đăng trên Twitter, và thậm chí vẫn còn mặt dày đủ can đảm để tuyên bố rằng đó là do tài khoản anh ta bị hack. Cho dù bị mọi người cười nhạo, sau phát này Matt vẫn tiếp tục đăng tải video về cuộc sống của mình. Một trong số đó là lời xin lỗi MrBeast hơi yếu ớt nếu bất cứ ai xúc phạm tôi, bởi vì tôi đã nói rằng đó không phải là một trải nghiệm tốt, vậy thì cho tôi xin lỗi. Ngay sau đó, lời xin lỗi rỗng tuếch được tóm tắt bởi YouTuber tên Luke. Tuy nhiên, Matt Turner không phải là người duy nhất cố gắng vạch trần MrBeast trước khi nó bị phản tác dụng khủng khiếp. Vào năm 2018, tên Flydas Whitey đã đăng tải lên một video với tiêu đề "Trải nghiệm của tôi khi edit video cho MrBeast tồi tệ nhất đời tôi luôn". Trong đó, anh ta đã dại dột cáo buộc MrBeast rằng làm giả nội dung dàn dựng. MrBeast thậm chí còn không xuất hiện trong các video cơ. Khi bạn tạo video YouTube cho kênh của mình, bạn nên biết rằng, bạn biết không, bạn, chính bạn, chúng tôi sẽ quay video của bạn mà lại không có bạn, thế có tuyệt không nhở? Những lời tuyên bố thái quá đến nỗi chính MrBeast đã đăng lên Twitter: "Nếu bạn nghĩ tôi đang làm giả những video của mình, thì bạn đi mà hỏi những người phát trực tuyến, người mà tôi đã đưa cho hàng trăm ngàn đô la khi họ nhận được chúng. Hay đi và hỏi ai đó đã nhận được một phần thưởng trong số 500 ngàn đô la mà tôi đã cho đi trong năm nay mà họ đã nhận được. Bạn sẽ không tìm thấy ai nói rằng tôi đã không cho bất kỳ ai khoản tiền nào hết." Như dòng thực huyết này xuất hiện trên series cảnh báo drama. Nối tiếp sau là thành viên Jake the Viking, người đã có thể cho thấy rằng rời đi với cái kết êm đẹp nhất với MrBeast. Cậu ấy lần đầu xuất hiện trên kênh MrBeast trở lại vào tháng 6 năm 2018, do MrBeast yêu cầu một nhân vật mạnh mẽ xuất hiện trên các video. "Cậu có thể nhúng cái này vào bể nước cho tôi không? Nó rất nặng, nhưng cậu thì như thằng nhóc to con mới lớn." Vào thời điểm này, nội dung thường khá thiên về tính vật lý, và do đó, Jake với tư cách là thành viên của nhóm phát huy rất hiệu quả. Tuy nhiên, vào đầu năm 2020, nội dung dần trở nên ít tập trung vào các thử thách thể chất, và kết quả là Jake bắt đầu ngày càng ít xuất hiện hơn trong các video. Cậu ấy nói lần cuối cùng trong tập trốn tìm 60.000 đô la cực độ, đã có những bình luận sau 2 tháng tự hỏi liệu Jake còn làm việc cho MrBeast không, và đích thân Jake đã trả lời rằng họ đã sa thải tôi rồi. Để làm rõ sự việc này, Jake đã đăng tải lên một video hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Video với tiêu đề "Tại sao tôi rời bỏ MrBeast", trong đó cậu ấy đã giải thích lý do tại sao mình nghỉ việc. "Họ để tôi rời đi, theo tôi thì tôi không còn phù hợp nữa. Và đó là cách tốt nhất để diễn đạt nó. Trước khi thảo luận về việc anh ấy muốn rời đi, dù như thế nào đi nữa,
anh ấy có thể theo đuổi công việc sáng tạo nội dung dưới tên riêng của mình. Đó là sự ra đi từ cả hai phía. Tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng tôi muốn làm việc như kiểu ông chủ, làm chủ công việc của riêng mình. Tôi và Jimmy không hề có bất kỳ xung đột nào, bạn biết đấy. Mọi thứ đều tuyệt vời cùng MrBeast, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Về cơ bản thì Jack cảm thấy mệt mỏi khi làm nhân viên, nên anh ấy muốn đứng ra thành lập riêng thương hiệu của mình, trở thành làm chủ bản thân. Làm những công việc riêng của cậu ấy là điều đáng trân trọng nhất. Cậu ấy không chỉ muốn là một anh chàng nào đó xuất hiện trên mọi video của MrBeast. Với kết thúc êm đẹp cùng với sự kết hợp độc đáo hình ảnh cá nhân, Jack the Viking đã duy trì sự thành công ngay cả sau khi rời team. Cậu ấy đã đạt được hơn 1 triệu người đăng ký kênh YouTube và gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok. Cơ mà có vẻ hơi sụt tính tới thời điểm hiện tại, các lượt xem trên mỗi video đều tương đối thấp, không muốn nói là rất thấp, loanh quanh chỉ 30-40 ngàn view mỗi video. Tuy nhiên, Jack the Viking không phải là người duy nhất cuối cùng hết hữu ích trong đội MrBeast. Chẳng hạn như đây nữa, chuyện gì đã xảy ra với thành viên tên Ty, người được chọn bên đường cho lần đầu tiên của anh ta, xuất hiện trong tập bát ngũ cốc lớn nhất thế giới. Cậu sẽ được đến và ngồi ăn trong bát ngũ cốc với thưởng 10.000 đô, cùng với những lời nhận xét như Ty là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy cần được lên nhiều thử thách hơn nữa. Và đây là Ty, người tham gia nối tiếp từ tập trước đây. Bởi vì là vô tình được chọn về ngẫu nhiên ở bên đường, nên cậu ấy chưa bao giờ được tính là thành viên chính thức của đội MrBeast. Tuy nhiên, theo Wiki, Ty vẫn đang làm việc cho MrBeast, nhưng chủ yếu hoạt động ở phía sau hậu trường. Ty đã trở thành một người trẻ và vẫn duy trì Instagram với 28.000 người theo dõi và một kênh TikTok với hơn 80.000 followers. Trên đó cậu ấy đăng tải các video về âm nhạc hài kịch và khiêu vũ. Tiếp theo là Tyler, một thành viên khác thuộc đội MrBeast biến mất khỏi các video mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào khác. Và sự biến mất của cậu này có lẽ là một trong những bí ẩn nhất trong tất cả số họ. Tyler đã trở thành thành viên thứ hai của nhóm MrBeast sau khi xuất hiện trên kênh lần đầu vào tháng 2 năm 2016. Khi ấy, MrBeast mới chỉ có 18.000 người đăng ký kênh. Từ đây, Tyler được giới thiệu trong các video như "Chúng ta chế tội hơn Superfake" và tiếp theo là cảnh Tyler giúp đỡ anh trai của Jimmy. Và cuối cùng của Tyler là lần xuất hiện rõ ràng nhất sau tập "Tôi đã mở một nhà hàng miễn phí và trả tiền cho bạn để bạn ăn nó". Mau cút khỏi đây, cậu ta đã đề nghị chúng ta nên tính phí đồ ăn ư? Mau cút khỏi đây đi. Tôi không bao giờ muốn nghe các cậu nói chuyện về việc tính phí đồ ăn ở đây nữa. Rõ ràng chỉ là một phân cảnh của video thôi, thế nhưng nó lại trở thành sự thật. Đó là lần cuối cùng chính thức của Tyler xuất hiện trên kênh MrBeast. Câu hỏi thành thật này, ngay sau khi bạn đề nghị mọi người trả tiền cho đồ ăn trong nhà hàng video này và Jimmy đã đuổi bạn ra ngoài, bạn đã không bao giờ xuất hiện trong các video nào khác nữa. Liệu cậu ấy đã sa thải bạn, không được tham gia vào các video khác nữa đúng không? Từ đó chỉ còn thấy Tyler đóng vai một khách mời nhỏ, tập cuối cùng rời khỏi vòng tròn thắng 500.000 đô la, cũng như tập Squid Game lại đóng vai bảo vệ. Và khi bạn kết hợp với thông tin này trên Instagram cá nhân, thật may ta lại thấy Tyler không hề bị sa thải, mà còn lại là giám đốc bộ phận nào đó đằng khác, làm người đứng phía sau hậu trường. Lối tiếp là Garrett, người cũng chung số phận biến mất. Cậu ấy lần đầu tiên được xuất hiện trên kênh vào tháng 5 2018, sau khi cả nhóm cắt nát chiếc xe hơi của cậu ấy. Và từ thời điểm đó trở đi, cậu ấy là người thường xuyên chỉ xuất hiện chốc lát trong các video của MrBeast. Và giữa năm 2020, Garrett đã từ bỏ kênh sang kênh anh trai MrBeast tức Mr. Bro. Tuy nhiên, khi ông anh này ngày càng lên ít video, Garrett cũng bắt đầu biến mất khỏi mạng Internet. Thông tin được từ một câu trả lời trên Instagram, Garrett hiện đang support các nội dung trên mạng xã hội, mặc dù cậu ấy đã lâu không đăng tải một bài đăng nào trên TikTok hay Instagram suốt hơn 2 năm qua, và tuyên bố rằng đang học tại Đại học Alabama, nó thuộc một tiểu bang cách rất xa nơi trụ sở MrBeast. Garrett vẫn đang làm việc với cả toàn đội từ xa, tuy nhiên có vẻ như mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là công việc thôi. Cơ mà thế còn Jake Weddle thì sao? Anh ta là một trong những người đã từng xuất hiện trong hầu hết các tập của MrBeast trước khi anh ta dần bí mật hẳn khỏi kênh. Chỉ một tháng sau tập, tôi đã lấp đầy ngôi nhà của anh trai tôi bằng slime và mua cho anh ấy một ngôi nhà mới. Jake Weddle đã đăng tải một video với nội dung "Tại sao tôi nghỉ việc ở MrBeast" lên kênh cá nhân. Trong đó anh ta giải thích rằng đã rời bỏ đội để có thể theo đuổi đam mê hài kịch độc lập. Tôi cảm thấy trong bản thân mình hơi mất đam mê với những gì tôi đang làm. Về cơ bản giờ đây tôi có toàn thời gian cho đam mê. Weddle tiếp tục giải thích rằng mối quan hệ của cậu ấy với MrBeast đã kết thúc trong hòa bình. Tôi và Jimmy thực sự đã ra đi trong điều kiện rất tốt. Tôi đã gặp Jimmy trước khi tôi rời đi. Cậu ấy hiểu cho tôi nơi tôi đến và nơi tôi cần phải đi. Điều này được hỗ trợ thực tế bởi Weddle đã quay lại sau khoảng một năm với hai lần xuất hiện dưới dạng khách mời trên kênh. Tuy nhiên, tiếp theo là tới thành viên này có một kiểu tham gia rất khác. Chỉ xuất hiện một lần trong đời trong một video và bị sa thải. Tên là Sicko. Ngay bây giờ để tránh bất kỳ ảnh hưởng nào không cần thiết đối với hình ảnh của MrBeast, chúng tôi cần xác định rằng điều này đã xảy ra vào năm 2018, rất lâu trước khi Sicko nổi tiếng như bây giờ. Khi đó, Sicko làm các video với nội dung ý nghĩa sâu sắc, cùng kiểu edit độc đáo, thế nên nổi bật hơn hầu hết các video nào khác trên nền tảng mạng xã hội này. Sicko lần đầu tiên xuất hiện trong video, tôi đã chế tạo một chiếc ô tô chạy bằng Lego. Tuy nhiên, như được giải thích bởi một video khác được đăng tải lên trên kênh cá nhân của cậu ta, còn tiêu đề, bài học quan trọng nhất mà tôi học được khi làm việc cho MrBeast. Công việc của cậu ta kéo dài không được quá lâu. Tôi bắt đầu làm việc cho MrBeast 2 năm trước. Công việc đó kéo dài không được lâu bởi vì tôi bị lôi cuốn vào cái tôi của mình.
và đây là khoảng thời gian tôi không hề đăng tải video trên YouTube. Thế nên tới giờ, Sico vẫn duy trì mức độ tôn trọng đối với MrBeast dù đã rời đội. Và còn đây nữa, một thành viên được nhiều người yêu thích. Chuyện gì đã xảy ra với Marcus, người đã trở thành vụ bùng nổ tranh cãi nhất trong lịch sử MrBeast. Thanh niên được giới thiệu trên kênh vào năm 2019. Cậu ta nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích, gặt hái được sự chú ý nhất định. Tuy nhiên sau khi xuất hiện trên MrBeast tập Giáng sinh đặc biệt, Marcus chính thức ngừng xuất hiện trong mọi video. Rồi 5 tháng sau đó, vào tháng 5 2020, một người hâm mộ hỏi trên TikTok, khi nào thì bạn quay trở lại với các thử thách của MrBeast? Lập tức Marcus trả lời, để hỏi cậu ấy đã, ngụ ý rằng Marcus đã bị loại bỏ. Và rồi, vào tháng 8 năm 2020, Marcus được chính thức công bố rời khỏi đội. Mặc dù không giống hầu hết các thành viên khác trong đội MrBeast, Marcus rời đi một cách không hòa bình chút nào. Tao sẽ hủy diệt mày, tao sẽ tiêu diệt mày vĩnh viễn. Rồi mày sẽ cảm thấy điều này vào ngày mai. Và vào ngày hôm sau, Marcus đăng lên một loạt tin Instagram nói chuyện kể lể dài tới 12 phút. Trong đó cậu ta đưa ra 11 tuyên bố hoàn toàn ảo tưởng. Chẳng hạn nếu MrBeast bắt đầu bị dính đại dịch, Marcus là một leader lãnh đạo mà trong đội MrBeast cần phải học theo. Nói chung là còn dài và mục đích của Marcus là hạ uy tín của MrBeast. Người duy nhất bị mất uy tín ở vụ này lại chính là anh ta. Vì lời nói của Marcus quá ảo tưởng và vô căn cứ, đến nỗi nó khiến anh ta trông giống như một thằng ngốc đang chơi đồ. Trên Internet đã tuyên bố rằng Marcus đã bị sa thải vì hành vi không thể chấp nhận được. Và một vấn đề nữa là liên quan tới ma túy thật. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh cho cái tuyên bố này, MrBeast đã chia sẻ trong một bài podcast trò chuyện rằng doanh thu của họ bị giảm nghiêm trọng trong đại dịch Covid. Và thực tế có rất nhiều khả năng là Marcus đã bị sa thải để tiết kiệm ngân sách tiền lương, nên phần nào đã dẫn đến sự bất mãn tới vậy. Sở hữu tài khoản Instagram 75.000 người theo dõi, chỉ để đăng tải 2 bài trong 5 năm qua, chỉ để thể hiện cơn thịnh nộ của mình với MrBeast của cậu ta, đồng thời cũng đánh dấu kết thúc sự nghiệp online của mình luôn. Các bạn vừa xem xong sự biến mất và sa thải của các thành viên trong đội MrBeast. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's